Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ đầu led điều hòa của lốc máy xúc này, Hyundai DU. Bản nhiều rãnh 24V. Đấy. Đây chính là bộ đầu lốc của nó. Bộ đầu lốc của nó thì sẽ bao gồm là một mặt hít đầu lốc này, một bôn điện này, một buli liền bi này. Buli thì được sản xuất bằng thép cao cấp anh em nhé. Đây, vòng bi này, đã bao gồm vòng bi này và bôn điện này, thì bên trong vòng bôn điện này sẽ có các cái sợi đồng kết hợp với hỗn hợp các chất tổng hợp để chúng ta nó chính là cái cuộn để hít đấy, hít để đóng mở khi mà lốc hoạt động. Và đây là một mặt hít này. Đấy, đây là đầy đủ một bộ sản phẩm của nó. Đó. Anh em mà quan tâm hay hoặc cần tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.